Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện thu giữ hơn 11 tấn sản phẩm động vật là mỡ bò các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mới đây, đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông 141 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73G01298 có dấu hiệu vi phạm tại một địa điểm tập kết hàng tại tổ dân phố Bến Chợ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Qua khám xét phương tiện, đã phát hiện 11.236 kg sản phẩm động vật là mỡ bò các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đựng trong 225 bao tải dứa, trị giá ước tính của toàn bộ số hàng hóa này lên tới hàng trăm triệu đồng. Theo khai nhận ban đầu của lái xe, ông được thuê chở số hàng hóa nêu trên đến địa điểm giao hàng tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đội quản lý thị trường số 3 đã thiết lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.